Đeo không lòng, tôi đeo cái mũ luôn này. Cái mũ mà má má mua. Đưa cho coi. Mày nó cố tình cho nữa không? Sao đi vô luôn vậy bạn? Nói nữa. Hello mấy con vợ, à quên, hello các bạn nha. Anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta. Thì hôm nay á, mình có rủ thằng Sandow nè các bạn. Anh rủ em đâu nay làm gì? Thì tao rủ ra tao nhờ, có một cái chuyện tao nhờ mày, mày hiểu không? Nhờ gì? Sao? Được không? Bây giờ em đang hút cùng bà mẹ em bị cho tiền đi chơi gái đây mà hút gái lòng. Bây giờ em đang hút cùng bà mẹ em bị cho tiền đi chơi gái đây mà hút gái lòng. Mình vừa thấy mình hút cái bò cho mày điên rồi. Anh muốn gái cho tiền cho chào gái. Ấy là ấy là anh hỏi em một cái đây. Tại sao bữa em dám mày cỡ xe anh xuống hầm cất? Thì dậu đó ai biểu anh cấm mà anh nhờ em á. Cái giờ mấy tao nói mày cái clip đó mày cỡ xuống rõ ràng mày chưa nhờ là nhờ sao bây giờ nha. Bây giờ ăn hồi bữa ấm nó trôi anh bữa nay á anh mới nhờ em chỉ có em mới giúp được anh thôi là bây giờ trôi lại ngắm em có giúp được không, anh không không em mới giúp em nè đau em giúp mà hồi bữa nha hồi bữa tao nói mày á mày là mày thành cỡ cái chi tao xuống hầm cất tao chưa tính xu với mày á giờ sao anh muốn cái chuyện em ê không có không cái bỏ anh nè ý là giúp bây giờ mà anh đi sang đi xanh không giúp giùm anh đi giờ em ăn giúp à muốn không cái xe anh xuống cái xe xong rồi luôn á đây không đâu ở đây 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 xanh xanh từ từ đây má tao mệt mày thiệt luôn á sao cho em đơn mình cho xanh ít tiền à đây không giúp tiền giang kìa tiền giang đây ừ đấy là bây giờ trong cái trong đây là có là tờ xanh tờ đó tờ vàng em làm tờ nào em lấy tờ vàng lấy mấy vàng nè ừ. Bây giờ giấy giờ em giúp được anh chưa 10 triệu em thành 10 tỷ nha các bạn thông minh lắm lại giờ sao giờ giúp được anh được chưa ok ở đây đâu đó không anh chưa nói mà đi đâu biết rồi cái gì mà đi đơn tắt cái quay đơn tắt cái quay rồi nói cho em hiểu nha em hiểu chưa xanh em hiểu chưa em không hiểu gì anh Phúc thôi lên về đốt ở nhà anh Phúc cái đầu vòng mày nãy giờ tao nói mày hiểu cái gì một cái gì luôn ấy không em ý tôi chắc lên nhà anh đốt nhà lắm ý là anh nói thiệt thôi em hiểu chưa anh không hiểu gì lên nhà anh Phúc đốt mẹ mày đừng có điên nha đỡ anh tắt anh nói lại một lần nữa đồ mất trong cái lèm luôn á xanh đây này anh má mua nè xanh cái đâu vậy đi nhử chuột giờ nhậu ấy tên toàn ấm giúp tao một cái clip nha toàn ấm thì dẫn em đi học hay sao vậy mày đi sao cái đó mày nói cái đó là cái gì mày nói nhanh đi em đi học hay sao vậy bắt chuột gì này chuột ma lê gì này chuột ma lê gì cái miếng trắng chuột cho đi học vậy không phải miếng quơ đâu ấy là tao nói mày đi sao tao mà đéo lần nào mà ấy là tao nói mày nha ai trong mày giới thiệu đâu bởi vợ tao thì tiền ấm á nó không tao không trôi nó được tụi nó lờn mạch mày nó toàn cho tao mày nên bữa nay tao có một cách hồi bữa giờ tao có cái đoạn mà tao bình luận anh em tao đòi cào đèo ấm á cào nó luôn mẹ nhưng mà hiểu không tao đúng cái chị tao bây giờ tao đồng nghiệp mày tao mới gọi nó chạy ra uống vợ đó tao gọi nó giúp tao nha biết cảm ơn mày cào đèo mày luôn bữa nào cào đèo anh Phúc được hả đừng tao đấy không đừng tao đâu nè mày cào ấm mày bữa sau là tao kêu ấm nó cào lại mày đừng tao giúp tao rồi lúc này còn cái chuyện cào đầu sau là tên tao chặt luôn còn chuyện cào đầu của mình là không bao giờ nha các bạn rồi vậy vô đây đồ má còn mua mớ rồi ba đồ đồ quá đây hai anh em đã mua hiếm kẹp luôn không đánh cấp giải cho hai bà làm gì không ấy là mua hiếm mà biết vừa đồ ấy cặp chú lên men siêu nhân bò đen đồ quá đẹp đẹp mà anh mua nhiều đi đẹp ơi ta 8 sợi 12 cái ấy là ủa vợ cậu này cho đeo hai cái bộ gì vậy cái thằng mấy mẹ cái lầy nước mà biết kiểu mày đeo thôi đẹp không đeo thôi đẹp không cái bộ xì đồ mày hay dở đánh cấp giờ ấm cái chỗ tao ngầu mày vô mày lẩm nước mày uống mày ngầu với mày bạn cái quán này trộn kép nhiều lắm bạn cầm mũi mà bao cốc xì cho mất á thì đó cái ly nước tao kêu về nó uống hết mất bò cái gì đó vui nhờ nghe đúng rồi có cái mũi cho mất á bán nào gọi luôn bán mũi ấm đẹp đưa cái mũi anh đậu thứ đi
chẳng lẽ anh đi ăn cắp của em làm gì? Cái mũ đây. Sao vậy? Sao? Tin quảng cáo bán mũ hay sao? Đừng cho anh mua đậu vui. Mũ đẹp dữ rồi, đẹp. Đủ má. Anh em ngồi uống nước, tự nhiên đi dưới ngay đều yếu á. Rào rào ok đó, anh chưa bả cho. Rào rào ok. Ôi chục trà nó khai trò quá. Cái ngầu kia nó khai quá bạn ơi. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn. Ủa đường nào ấm nóng chắc cho mình. Tao nói thiệt với mày ấm. Tao bữa giờ tao đã nhịn, tao muốn trao mày rồi. Mày ép tao ấm ơi. Mấy anh em cũng đón xem clip của mình nha. À, nãy giờ kêu nước giờ chưa ra ấy. Yeah, lâu chưa bạn. Ca mũ hiểm nhanh lắm. Ca mũ hiểm à? No chưa bạn, no chưa. Bà này mà kêu nước. Sao kêu nước mày? Đi ní ra. Đi ní ra chỗ anh ngồi, tao đang ngồi bên đây mà vô mà giành mày. Cho anh bật cái gì em, nó cho em ra đâu. Ní đi. Ní đi, cút đi. Mày cái chỗ tao. Qua mày. Cút ra. Ô tao mà mày giành. Anh ra. Chỗ này tao giúp mày đầu. Anh nói vậy chỗ nó ngồi mày hỏi tao mày. Tưởng chỗ nó ngồi mày qua mày giành. Em cho anh ngồi xíu làm dữ vậy. Sao hai nguồn này chưa chào đây con nghe mày ngầu. Hai nguồn này cứ gặp nhau là cãi gặp nhau là cãi vậy mày. Đợi tao ngồi xíu giờ chứ bây giờ anh em nhìn nhau hết. Ngầu ơi. Cho mày cúi đi bên kia. Còn mày uống kia, tiếp nữa mày. Bé tiệc ở chết sân nào. Mày xứng nó được không sao không? Hả? Tao sợ lắm. Sợ lắm mày à. Rau. Mày đúng mày chết ở sân nào. Em là rau đấy còn nào mà. Ai đi ai. Bình cắn tôi vậy. Ờ, xanh vô ngồi, xanh ngồi, ngồi em đứng ngay nữa. Ngồi em. Mày hố mày cần mày gặp. Ngồi. Nhỏ nhỏ chứ mày. Xin lỗi mình nhanh. Ông Tôi bò rồi hả? Mày dối ra đây, tao cho mày. Ui, chết mẹ luôn tao lắm. Mày nó. Đâu. Ủa tao thấy ai này tao lao á. Mày thức chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đâu. Mày nhìn nó xuống luôn, chạy 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 mày cũng đâu phải là cái này không đây. Sao mày? Sao mày kêu mày chờ mày giờ mày chạy mày. Sao mày cứ chạy luôn.
tụ tôi âm đầu mùi hiếm vô chờ lấy nó đập đánh đều bây giờ đầu vô đầu dày dày quá lại cho nó đập đánh đều bây giờ ừ đầu vô cho nó lấy gớt đập đánh đều á rồi có mùi hiếm đâu chờ gì tao không giận nữa. Đâu anh em cậu nó mùi. Ủa gì vậy? Ừ. Quan bên nói. Quan rằng là em bỏ anh luôn á. Cái gì? Trời ơi. Gì vậy? Bị vậy? Ra cái gì? Là mấy mũ ra gỡ ra thử bạn. Ra cái gì? Gì vậy? Á trùng á, thôi chết rồi. Ủa, trời ơi, sao xong mèo. Sao vậy? Cất vô lâu vậy? Cất lâu vậy, vô vô nhà con xí mèo vậy. Quá. Cái gì vậy? Mũ quá mua. Chết mẹ, bị dính vậy rồi. Tao đang quay phim á. Cái gì vậy mày? Tao đang quay phim. Quá con giật rất cái đầu. Tao đang quay phim á. Mày lên thằng cá rạch luôn, thằng cá rạch. Thằng cá rạch. Nó tao hư mị còn ấm mũ còn ấm nữa rồi, xem không? Mũ ấm mũ đâu đó. Anh ba, đứng dài vô đi. Mày thằng nào nhất hay hiểu mày? Thằng nào nhất? Thằng nhất là đâu? À, thì con này nó chắc cái kia. Cái đầu, cái gì vậy? Là thằng Phúc. Đúng quá. Mà giờ đồ má, cuối cùng thành công, bánh tay, bánh tay. Thành công, cuối cùng thành công à. À, cuối cùng coi được ấm rồi. Mấy mày đi rồi, bốc tay tao giữ mày. Bốc tay tao mày, thấy không? Tao, tao mày hả? Tao bữa giờ tao thiệt hả? Không coi nó được. Anh em nhớ mày cứ chào nó, mày muốn tìm, tìm đẹp đẹp cái gì? Đồ quá buồn quá. Tao nói là bữa giờ tao không coi nó, mày nói lộn mày. Cái đây là nó có kỳ đi được không? Đấy là cái đây nó có kỳ đi được không? Mày đi ăn chuột mà cạo đầu với kẹn gì? Mày đi kỳ ăn chuột mà cạo đầu với kẹn gì? Anh mất từ hôm đó hằng gió những tương tư. Bây giờ đi vô cái cạo đâu rồi cho nó kỵ được đâu ngậu. Lấy tao đời. Cái đâu mà không lo mà lo mùi im. Cái mùi 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 anh nghĩ là em nên mua một máu mẹ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Mất dạy kiểu ai giờ nó đi rồi. Tao ăn tao đâu, lỡ tao đừng khóc nữa. Mày lỡ vậy cho thằng thằng bự này chứ nào. Tao. Tao nói đang uống cái đờ không? Tao nói đâu. Bữa ai muốn mà cho tao, bữa giờ tao không coi mày á. Tao thấy cái đèn phút này nó dài nhỉ. Mình bữa giờ tao không coi nó, tao nhìn nó. Nó nghĩ rồi mày tao không dám làm gì nó, mày hiểu không? Tao muốn cái không phải tao muốn ấm là nó cắt đầu như mày luôn. Đúng không Phúc? Quýt cái mẹ thiệt á. Người tao về đã bất tử mày. Không, mấy bất tử vậy quýt mẹ luôn. Mấy là anh em nhiều này cố chờ. Nói gỡ ra. Gỡ ra cho mày lấy xanh mình đổ đầu lấy việc chốt hết chẹt. Rồi anh gỡ ra cho ngồi xuống anh. Cho nó mẹ mẹ. Mẹ đâu không lao, cái mũ luôn này. Mũ mua, bao đưa đi coi. Ủa, mày nó cố tình cho nữa không? Sao đi vô luôn vậy bạn? Rồi nữa. Gỡ gỡ ra cho. Gỡ không? Gỡ ra nó. Gỡ ra nó. Mẹ chô. Chết rồi. Đâu đâu đâu. Sao nó đánh thua nha. Không không, cái ly cũng mua. 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 Biết tại sao? Ấm, anh nói em một chuyện bí mật nè. Biết tại sao? Tim thiếu nó chập đầu, nó là nó muốn coi cho tim mình chập đầu. Ấy giờ mày muốn nó que thêm tao à? Ấy giờ quay về tao cho này. Tao biết từ phút nó đưa cái máy tao quay giùm tao biết rồi mày. Còn nó, con thiếu thiếu nó quay giờ anh nãy anh quay giờ anh quay giùm nó. Quay con thiếu thái tự cho tao quay đầu cái máy này phút quay đưa tao nha. Trời ngu gì không? Biết biết cái mũ má mua rồi. Bây giờ cái mũ nó không có quan trọng, cái mũ đây em gì em lượm dầu lưa em chà nó ra. Mẹ nó nhổ hết cái đầu tao luôn. Đâu? 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 Bỏ nó đi nữa mày. Bây giờ cái mũ em dẹp qua bên mẹ. Đục này chứ không được chứ. Cái mũ em dẹp qua bên đi cái đầu đi. Mới xong cái gì lung tung này. Chết rồi. Đục cái mũ má mua má trăm ngàn. Bây giờ tắt mày sao đây nè. Tóc kìa. Mày tóc mày cái mũ này. Mày chơi gì chứ mày.
Thằng cháu này cháu dơ hơn dơ hơn em cho đau đó luôn. Cái mày cái đầu nó không có giá trị nữa, tao cạo nó làm vậy đúng không? Đúng rồi. Tao đồng biết biết cái bộ má má mua má 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 đầu khi khi luôn. Người này ní đâu ra từng mày tao quá. Ấy là cái đầu mày sao? Cái đầu mà mày được. Bạn chúng ta 8.000 mày mua được cái mẫu á. Trời ơi. Trời ơi. Ôi mày bố bé mày ấm ơi. Mưa luôn. Tao sợ nhất là lén lén nó đậu mũ của tao này. Thiệt đấy. Tao sợ đó. Không. Mày đưa tao con tao biết con nó làm gì đấy. Nó làm điên khùng nghe mày. Mày đeo khó đậu mũ đâu. Kéo. Đây mừng mừng cái. Không. Cái mũ gì. Mũ. Đâu giờ kệ đeo chứ giờ làm gì vậy? Từ giờ ai một cái mũ trước này. Mũ đen rửa nước đi. Và ngâm nước này nó ra xong mình gì. Lấy cục đá chào vô là hớ kêu ra. Qua chút rồi gì mày đổ xăng vô xong mày chùi. Lấy thằng quẹt chi chẹt. Lấy cái nước đi. Cây. Giờ quay nó kêu. Chùi vô rồi. Đồ má, nó dơ thiệt luôn á. Đồ của tao thấy hình chân nó dơ rồi. Tao thấy hình chân nó dơ rồi. Má, tao còn dơ hơn chân nữa. Tao lại mà luôn ấm hơn. Giờ này. Đâu, ok. Cái mũ anh sẽ đền cho em. Ok chưa? Mũ mua như thế không? Ta 8 xài 4 xài về ba. Má mày cánh hơi dày hả nha. Tao nói mày giờ tao hỏi gia tóc 4 xài đúng không? Ok, 4 xài tao đền. Chết nữa không? Thì tao đền, còn cái mũ đen bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Mày hiểu không? Cái mũ ở đền đó, cho thằng Xanh đi. Tao đền, tao cho. Cái đeo đền. Hả? Đâu. Cái đeo bùi hả? Cái giờ đền lại cái gì? Giờ lấy gì đền mày? Sao nào giờ lấy gì đền? Đền coi nữa. Đầu. Công an gặp bắt lại đồng bắt. Im anh coi thôi, là mấy tay ra anh coi thôi. Chứ không làm vậy? Ní đi. Đưa anh coi ơi. Xong nó cứ đeo mày. Đưa. Ai tao mày điên sao vậy? Tao đâu cho mày đâu. Tao cho gái không à? Vô bồn cầu á, ấm. Cái mấy đầu xuống bồn cầu á là ra nè. Mày cứt á, cứt là... Ê, trời này. Ê, tao quay kênh thằng Thiết này. Mày sao mình nói vậy mày ngu dữ mày. Ai? Mày ngu dữ mày. Mấy mày đỡ tao chân mày hỏi nữa. Sao người đó hỏi mày? Trời, ngu dữ không? Đưa đều vô nhanh. Đúng cái đầu vô. Vô đây, mau mở ra mà. Đúng vô. Vô. Đúng đầu vô. Vô tao xẻ cho. Cái đầu tao cắt tóc không mà đổ đầu luôn. Cái đầu dài mà nó đổ cao nữa các bạn. Trời, đừng giữ ai. Đem ngày nó mua ra. Vô ấm, anh em nó gậu đầu cho. Gậu cho. Ừ. Đúng rồi. Để chơi vậy, chơi ấm lên. Ấm, nó to chưa? Đồ. Ê, mày đi đường chào ấm. Đi đường chào ấy. Đi đường chào không? Nó uống nữa mày. Sao ấm rồi? Hầu lỡ rồi sao? Mày làm mấy người để biết hầu. Mày đỡ hầu tú nước đá giờ nó bắt tới đá đều mày. Mấy người. Làm mấy người đi. Chửi vô đủ. Má mày sao mày chửi không mình tao mày thành chó điên rồi. Trời giờ gì không? Tao không biết rằng. Gì vậy xanh? Gì vậy đủ má mày sao mày đối nhìn đâu tao vậy? Mày đứng nó khùng khùng nha. Anh em phòng tao vô bao. Trong vàng đổ mấy giờ thao cỡ. Trời ơi. Quỳ rồi. Mẹ có thịt gì tao đều đó. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Cái mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Đâu hộp đũa đâu. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Đâu hộp đũa đâu. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Đâu hộp đũa đâu. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Đâu hộp đũa đâu. Mấy hộp đũa nè, mấy hộp đũa nè. Mày tin tại cái đó mày giờ mày phải cạo đâu à? Cái đó mày phải đũa xanh lên đầu mà đốt mày ấm. Tao nghĩ là làm gì được nữa mà. Ở trên gì ấm? Ấm. Hút cốc nó gì nó dãy à? Không. Thôi, đừng má, đừng điên quá. Thôi. Thôi, xanh. Không. Không. Thôi đi vô nói. Lên hướng vậy. Đừng rút đầu vô. À má gì đó đó. Mà ông gì trâu vậy? Nói thiệt anh em muốn giúp mày này. Mày thấy con bèo hột độ phận mình nó chưa trâu không? Sao vậy?
Má mày cứ đái đều nó đỡ cho nó gầu vậy mày. Cái đều đó tao nói mày một quả cạo. Giờ thôi chứ làm gì được. Giờ làm quẹt nó còn cục hơn đều tao nữa. Nó còn hơn cái chi gôm mà. Bây giờ đều tao đã đe đựng chứ các bạn. Đấy, bây giờ mình có người chọc đều mình vui á. Mày nghĩ ý tưởng hay à? Hay á. Còn bữa nào tao đái anh Phúc chứ. Tao còn biết là mày gì mày trôi chú Bình này. Không, tao trôi cho mày được. Không. Chà buồn vậy. Giờ tao nói mày giờ đường nào mày cũng phải cái cờ chứ không cái cổng được. Ý là đơn review ba cái hộp đậu trên đèo em cái. Còn giỡn nữa mày. Không có cái đâu. Bây giờ em, bây giờ đó nói này. Đỡ xuống này ngồi thì nè em. Đỡ tao cho. Mấy cái đầu mày trập rồi mới đỡ tao. Đưa đưa. Không. Đi lên cái chỗ này vừa này đưa cách thức. Thôi 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 thôi. Cái người ta đưa không? Đưa 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 đưa. Cách thức đưa ra. Ê ba 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 bên. Không đưa giờ tao trắng nghèo đi mày. Đưa 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 mình bây giờ. Ê bạn quay quay giùm mình đi. Đây 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 đưa đây. Đưa mình bây giờ nha. Em lên tìm cái cách là người ta thấy cái đầu nào là người ta sẽ không bao giờ ngóng muốn cách. Bây giờ anh chị tia hết mấy keo đi. Đúng nào anh tia hết mấy keo đi. Cầu xuống chỗ đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngu 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 dữ không? Em giết tao thì chập đầu mày. Tao nói mày à. Cầu. Đây là không cho muốn mà chập bữa nào mà có tôi cả đều nó nói tao. Chi? Tao nói thiệt mà luôn, tao bắt tay với mày. Tao. Mày coi rửa. Anh nào cũng coi nó không? Bữa nào cho anh nha. Tao ủng hộ mày hết mình luôn. Bữa nào phụ anh. Anh nắm cho. Đâu mệt. Đây qua đây nè. Đi qua đây. Ngồi xuống tao gỡ bàn đậu ra nè. Quay mới có đầu tóc mày chắc. Mấy vậy trời, gian ác dữ mày. Đâu. Nói chung là bây giờ tiếp sẽ review một hộp trước em nhé. Mẹ ăn cái đồ ăn. Nó làm rồi này biết nào. Tao cách xác đều rồi, đậu mẹ lỡ. Đều dữ vậy. Nó dở hồn phẩm đó. Kêu nó dở quá. Tao lên tiệm anh. Đi. Lên tiệm đi. Kêu vô ra cho mạnh đi. Kêu lên tiệm cái gì? Trả tiền. Tao trả tiền sao? Mày sợ vậy? Nói chung là mình sẽ dặn ấm lên tiệm nha các bạn. Lên cho tôi nhiệm luôn. Mày nhiệm cái đầu banh mẹ. Mày nhiệm cái tóc tôi cho nhiệm như mày. Tao nói mày nghĩ thử cái đầu mày còn. Mày cái chi tao bữa nó xuống rất còn bùng nổ. Mày nó hư chưa tốt chứ. Chưa nghĩ tới cái đầu nó còn cái mà không mà để tính tới được. Thì gu quê đầu bùi thiếm lên chi nữa. Đi. Nhớ đợi cái mũi giùm nha. Lên đầu. Đây vậy. Đó tới giờ má tôi còn vậy tao. Thôi nói rồi nè, nói thiệt. Đây, cho anh lên tiệm anh hốt ủi cái đầu cho. Đây. Có không? Có, tao cho mày nhuộm tóc luôn. Nhưng mà tao trong vòng 2 màu thôi, màu đỏ với màu vàng thôi. Nếu có nhuộm màu gì khác hồi màu đó thôi. Rất nhuộm màu xanh. Xanh cái đầu bùi á. Màu xanh ngủ. Bọn. Đây. Đây, dặn đi nhậu cắt lại cho bạn nghe đẹp trai. Đâu. Mày cái đầu bây giờ mày sao đậu mày khùng sao vậy? Mày ngáo á. Đây.